Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 91 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Hạ Trang 65 Trang 65 Mời xem kinh văn Sanh nhân thiên trung Thọ thắng diệu lạ Thị nhân quyến thuộc Như hữu phước lực dĩ sanh nhân thiên thọ thắng diệu lạc giả tức thừa tư công đức chuyển tăng thánh nhân thọ vô lượng lạc trong chú giải chưa mở đầu liền nói dĩ sanh thiên đạo tăng ít công huân vì thoát khổ luân tảo sanh tình độ giống như ý nghĩa của đoạn kinh văn này điều này là nói rõ nếu như người thân quyến thuộc trong lúc còn sống có hành thiện tu phước thì đời sau vẫn có thể được thân người nếu như sức mạnh của phước đức thiện hạnh rất lớn thì họ có thể sanh về cõi trời để hưởng phước quyến thuộc vì họ mà cúng dường hình tượng bồ tát địa tạng dựa theo phương pháp trong kinh điển chỉ dạy mà tu học để siêu độ họ dung bồi phước cho họ họ thành tựu được công đức như thế này trên kinh nói rất rõ ràng thị nhân quyến thuộc như hữu phước lực dựa theo phương pháp này tu học là tu phước loại tu học này họ có được lợi ích hay không có thể được lợi ích Khiến cho phước đức của họ Tăng trưởng thêm Mở rộng thêm Chỗ này nói Thừa tư công đức Chuyển tăng thánh nhân Thánh nhân Chính là Cơ duyên Của Phật Pháp Lúc họ đang thọ phước báo cõi trời người có duyên gặp được Phật pháp. đương nhiên loại tình trạng này chúng ta có thể tưởng tượng được là nhờ oai thần Bồ Tát địa tạng gia trì khiến cho họ có thể tiếp nhận được Phật pháp tín ngưỡng Phật pháp hiểu được phật pháp y giáo mà tu hành vậy thì họ được quả báo sẽ thù thắng thọ vô lượng lạc vô lượng lạc là một tiêu chuẩn đến khi nào mới thật sự được vô lượng quả vui vậy tóm lại quay về pháp môn tịnh độ mới thật sự được vô lượng quả vui hơn nữa ở trong thời gian rất ngắn là có thể đạt được cổ đức thường nói thành tựu phật pháp ngay trong đời này chứ không cần đợi đến đời thứ hai từ đó cho thấy pháp môn này thật sự là giống như lời đại sư thiện đạo đã nói đích thân ngài nói cho chúng ta biết giảng sanh cửu phẩm tóm lại do gặp duyên khác nhau từ ý nghĩa trong câu nói này của ngài chúng ta cũng có thể hiểu được sau khi con người chết đi họ đầu thai vào cõi nào cũng là do gặp duyên khác nhau cái gì thử nghĩ có đúng không chúng ta ở trong đời này nếu như gặp phải duyên ác môi trường nhân sự môi trường vật chất đều không tốt trong tâm thấy bực bội thường hay khởi lên tham sân si mạng và liền rơi vào ba đường ác rồi tại vì sao vào ba đường ác vậy gặp duyên khác nhau nếu như trong đời này gặp được thiện tri thức gia đình tốt trường học tốt thầy cô tốt bạn bè tốt bạn nhất định là tâm thiện rồi tâm thiện hành thiện thì bạn nhất định về ba đường thiện có thể thấy mối quan hệ của duyên là rất quan trọng trong phật pháp nói duyên người thế gian hiện nay gọi là cơ hội tuy ngôn từ khác nhau nhưng ý nghĩa không có khác cho nên chúng ta đọc thấy trong sách xưa mẹ mạnh tử ba lần dời nhà là có đạo lý mẹ của mạnh tử đã ba lần dời nhà cái gì phải biết hiện nay dời nhà là chuyện rất bình thường nhất là ở nước ngoài dân tộc du mục thường hay dời nhà thời xưa trung quốc không dễ gì mà dời nhà họ sống ở nơi này bao nhiêu đời cũng là phải ở nơi này là quê hương đâu có chuyện thường hay dời nhà chứ tại vì sao mẹ của mạnh tử phải dời nhà ba lần vậy đều là vì con vì môi trường sống của con cái ở nơi này duyên không tốt liền nhanh chóng dời đi chọn những nơi hàng xóm láng giềng Đều phải là người thiện Đều là người tốt Để cho con trẻ sống ở trong ngôi trường này Từ nhỏ Nó đã có sự huân tập Lương thiện Sở dĩ Mạnh tử có thể trở thành thánh nhân Là nhờ vào công của mẹ dạy Người mẹ chăm sóc tốt hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều gia đình họ thường nói là con cái hay trái ý con cái không nghe dạy bảo là nguyên nhân gì do những bạn bè mà nó tiếp xúc môi trường sống của nó không lành mạnh nhân tố này là rất lớn chúng ta học phật nếu muốn thành tựu ngay trong đời này chúng ta cần chọn một môi trường tốt để học phật đây chính là tại vì sao những năm gần đây chúng tôi thường hay nghĩ đến việc xây dựng thôn di đà xây dựng niệm phật đường chẳng qua là muốn tạo nên một môi trường tốt để tu hành thế giới tây phương cực lạ mọi người biết tại vì sao thành tựu nhanh chóng như vậy môi trường tu học tốt cõi nước chư phật mười phương Đều không thể sánh bằng thế giới Tây Phương Thế giới Tây Phương Là nơi các bậc thượng thiện tập trung về Bạn nói môi trường này tốt biết bao Đại Đức xưa giải thích cho chúng ta biết chữ thượng thiện Thượng thiện là chỉ những người nào vậy Là đẳng giác Bồ Tát bồ tát thập địa rất thiện rồi nhưng vẫn còn ở trên nữa cho nên mới quy định thượng thiện là đẳng giác từ đó cho thấy bồ tát thế giới tây phương đều là bồ tát đẳng giác bạn tu học ở trong ngôi trường này làm sao bạn không thành phật được chứ đây là điểm mà cõi nước chư phật mười phương đều không thể sánh bằng nơi đó đạo lý là ở chỗ này chúng ta lựa chọn môi trường tu học tại vì sao lựa chọn thế giới cực lạc vậy tại vì sao chư phật như lai khuyên chúng ta nên chọn thế giới cực lạc vậy đạo lý là ở chỗ này Tuy môi trường tu học Của cõi nước mười phương là tốt Thế nhưng đâu có thể tìm được nhiều Bồ Tát đẳng giác Cùng ở chung với nhau như vậy được Không thể tìm ra Thanh văn duyên giác Bồ Tát đều có Giả lại tu học thành tựu Có thứ lớp Vẫn phải từ thập tính Thập trụ Thập hạnh Thập hồi hướng Dần dần mà nâng lên cao Tuy nhưng thế giới Tây Phương Cho dù giảng sanh hạ hạ phẩm Sanh về nơi đó Đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát Đây là lời của A Di Đà Phật Nói ở trong nguyện thứ 48 Câu này là Công đức bổ nguyện của A-di-đà Nguyện của Ngài đều thành hiện thực Cho nên Ngài thành Phật Sanh về thế giới Tây Phương Liền làm Bồ Tát A-duy Việt Trí Đây là Pháp khó tin Ai có thể tin được đây là lời đức phật nói đức phật không thể có lời vọng ngữ được lời phật nói chắc chắn là chân thật chúng ta cần phải tin sâu công nghi cho nên chúng ta cần lựa chọn môi trường tu học tuy câu này không có nói rõ Thế nhưng ý nghĩa Càng thêm lớn nghiệp nhân Về Bậc Thánh Đã hàm chứa ở trong đó rồi Xem tiếp Kinh Văn dưới đây Thị nhân cánh năng Tam thất nhật trung Nhất tâm chim lễ Địa tạng hình tượng Niệm kỳ danh tự mãn Ư vạn biến đương đắc bồ tát hiện vô biên thân cụ cáo thị nhân quyến thuộc sanh giới phía trước là nói kỳ hạn tu hành là một ngày cho đến bảy ngày không thói thất tâm ban đầu ở đây tiến thêm một bước nữa là cánh năng tam thất nhật trung Tu hành mấu chốt quan trọng nhất Là ở chỗ nhất tâm Hai chữ này rất quan trọng Nếu như là tâm loạn động Tâm sen tạp Thì sẽ không có hiệu quả Chỉ có thể được một chút phước báo Cho nên trên kinh nói Nhất tâm, nhất lễ, nhất chim Kiểu chữ này rất nhiều ở đây nói rõ ràng hơn so với phần trước nhất tâm chiêm lễ địa tạng hình tượng niệm kỳ danh tự mãn ư vạn biến chữ vạn ở đây không phải là con số là biểu thị cho ý nghĩa viên mãn viên mãn là trong tam thất là 21 ngày Bạn phải niệm hết sức Nói thật ra Niệm cũng không phải Là ở niệm bao nhiêu danh hiệu Quan trọng là niệm phải tương ưng Điều này quan trọng Niệm nhiều đi nữa Nếu không tương ưng đó chính là lời người xưa nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công cho nên quan trọng nhất là phải tương ưng một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật món chốt lại chỗ tương ưng này thế nào gọi là tương ưng Khi niệm Bồ Tát Địa Tạng Thì tâm là tâm của Bồ Tát Địa Tạng Tâm của Bồ Tát Địa Tạng là tâm gì? Độ thoát tất cả chúng sanh khổ nạn trong Pháp giới Đây là tâm Địa Tạng Hiếu kính với tất cả chúng sanh trong Pháp giới Đây là tâm địa tạng Tâm của chúng ta tương ưng với tâm Bồ Tát địa tạng Hạnh phải tương ưng Hạnh là hành vi Thật sự là dân hiến thân tâm này vì tất cả chúng sanh phục vụ làm tăng thượng duyên được độ cho tất cả chúng sanh đây là hạnh mọi lúc mọi nơi hết lòng hết sức khuyến hóa tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh hiểu rõ tình trạng của mười pháp giới đặc biệt là cái tình trạng ở trong lục đạo chúng ta phải giảng cho họ nghe để họ hiểu rõ tình trạng trong lục đạo mà biết được lấy bỏ không những phải giảng cho họ nghe mà còn làm nên tấm gương cho họ xem giúp họ giác ngộ nếu như bạn chỉ có thể giảng mà không làm được người khác nghe xong không thể tin chính bạn phải làm được mọi người thấy rồi liền có thể tiếp nhận Có thể tin Có thể học tập Vậy là hạnh tương ưng Tâm hạnh tương ưng như vậy Gọi là niệm Nhất tâm xưng niệm Cùng với chư Phật Bồ Tát Không có niệm thứ hai Chỉ có giúp đỡ chúng sanh đây là điểm chúng ta cần phải học tập nhất tâm là chân thành đến cực điểm lời người xưa nói là thành tắc linh linh là cảm ứng chân thành đến cực điểm thì cảm ứng sẽ đặc biệt rõ ràng là có thể cảm ứng được bồ tát địa tạng hiện thân ngài sẽ nói cho bạn biết người thân quyến thuộc của bạn hiện nay đang ở đâu chẳng phải là bạn rất quan tâm hay sao vì quan tâm muốn biết người thân quyến thuộc ở nơi nào bạn mới nghiêm túc nhất tâm tu học pháp môn này bồ tát sẽ không cô phụ bạn sẽ hiện thân thuyết pháp với bạn Nhất tâm trong chú giải cũng nói sự nhất tâm và lý nhất tâm Bạn có thể chuyên tâm lễ bái Lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng Chuyên tâm niệm thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Đây là sự nhất tâm Cũng chính là chúng ta thường gọi là Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn Đây là sự nhất tâm Dưới đây nói kế nhập Như hư không vô biên Đây là lý nhất tâm ý nghĩa này chính là nói tương ưng với chân như tự tánh chính là lý nhất tâm hoặc giả nói tương ưng với nhất chân là lý nhất tâm nhất chân chính là pháp giới nhất chân chính là chân như Nhất chân chính là tự tánh. Tâm tánh rộng lớn như hư không, không có bờ mé. Vào cảnh giới này, vậy là thoát khỏi thập pháp giới. Thập pháp giới là có bờ mé, là có phạm vi cho nên thoát khỏi thập pháp giới đây là lý nhất tâm cảnh giới này rất khó hiểu rất khó đạt đến trong những kinh thông thường phật nói chúng ta tương đối dễ nhận ra phải niệm đến khi nào phiền não dứt hết Phá phiền não chướng rồi Sở chi chướng cũng phá rồi Đây là lý nhất tâm Phiền não chướng rất rộng Kiến tư phiền não Trần sa phiền não trần sa vô minh là thuộc về sở tri chướng kiến tư là phiền não chướng các vị đều biết rất rõ chúng ta có năng lực đoạn hết hay không khởi tâm động niệm vẫn còn nhân ngã thị phi Là chúng ta bị phiền não trói buộc rồi Không có năng lực trừ chướng Thế nhưng Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức Đều nói cho chúng ta biết Phiền não là hư vọng Không phải chân thật Đã là hư vọng thì chắc chắn có thể đoán trừ tự tánh chân tâm là cái vốn có đã là vốn có thì chắc chắn có thể chứng được làm sao có thể tiêu trừ phiền não chứng được chân như đều ở trong khoảng một niệm. Trong khoảng một niệm này, nhất định phải tự người đó thực hiện công phu. Chứ không ai có thể giúp được. Sở dĩ Phật tổ các ngài có thể giúp đỡ chúng ta chỉ là đem những chân tướng sự thật này nói rõ ràng nói minh bạch đem những kinh nghiệm phương pháp đoạn phiền não chính nhập tự tánh đó của chính bản thân họ cung cấp cho chúng ta làm tham khảo họ chỉ có thể làm đến đây thôi còn những việc khác thì không thể giúp được rồi đạo lý này chúng ta nhất định phải biết đây là nói lời chân thật với bạn Người thật sự giúp được vẫn là phải dựa vào chính mình. Nghĩa là tự mình ngộ, tự mình tu, tự mình chứng chứ không có bảo bạn dựa vào người khác. Chúng ta nghe Phật Bồ Tát, nghe Tổ sư đại đức giảng kinh thuyết pháp tự mình giác ngộ rồi sau khi giác ngộ rồi tự mình chịu tu tu cái gì điều chỉnh tất cả sai lầm trước đây chúng ta đối với người với sự giới vật chúng ta nghĩ đã sai rồi thấy sai rồi chúng ta nói sai làm sai Mới khiến tạo nghiệp Sai lầm chính là tạo nghiệp Mới chiêu cảm nên Khổ báo trong tam độ lục đạo Đây là phạm phu Gọi là tâm luân hồi Tạo nghiệp luân hồi Việc chúng ta làm là việc này Trong đời này chúng ta Gặp được duyên thù thắng Hy hữu khó gặp Thật sự sáng tỏ rồi Mới sanh khởi tâm Cảm ơn Biết ân báo ân ân đức của phật pháp đối với chúng ta quá lớn quá lớn nếu như đời này không gặp được thì làm sao bạn có thể có cơ hội thoát khỏi luân hồi không có cơ hội rồi chắc chắn vẫn là tạo nghiệp cho nên có duyên gặp được liền tỉnh ngộ trở lại sau khi tỉnh ngộ trở lại phải thật sự tu tu cái gì nhất định không tạo nghiệp nữa không những không tạo ác nghiệp nói thêm với các vị là nghiệp thiện cũng không tạo nói như vậy mọi người phải hiểu Nếu như nói là Thật sự nghiệp thiện cũng không tạo Vậy Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết Pháp Có phải là nghiệp thiện không? Độ chúng sanh có phải là việc tốt không? Việc tốt không tạo Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn rồi Không cần giảng kinh thuyết Pháp nữa Phật Bồ Tát vẫn cứ thị hiện Những việc đoạn ác tu thiện như thường để cho người ta xem các ngài là hai bên thiện ác đều không tạo không tạo ác thì chúng ta dễ hiểu không tạo thiện là sao các ngài tu tất cả thiện pháp mà hoàn toàn không có ý mong cầu quả thiện như vậy gọi là không tạo thiện tuyệt đối không mong cầu quả thiện Người thế gian gieo nhân thiện Muốn được quả thiện Tại vì sao họ tu thiện Bởi vì được quả thiện Nên họ mới chịu tu thiện Phật Bồ Tát thật sự giác ngộ rồi Nên không cầu quả thiện Đó gọi là Không cho là ác Không cho là thiện Hai đầu thiện ác Đều đoạn dứt rồi người này gọi là chân thật tu hành bạn quan sát tỉ mỉ thấy họ thật sự vô cùng tự tại chỉ có đoạn dứt hai đầu thiện ác rồi mới được tự tại vẫn còn ý mong cầu quả thiện thì họ không được tự tại quả báo của họ ở cõi trời người cõi trời người có quả thiện họ không thể ra khỏi tam giới không thể ra khỏi thập pháp giới là bởi vì cái ý nghĩ mong cầu quả báo này chưa dứt đây là điểm chúng ta nhất định phải hiểu rõ nếu như chúng ta cắt đứt ý nghĩ quả báo phước thiện cõi trời người này thì bạn chắc chắn sẽ thoát khỏi tam giới bạn mới có thể thoát khỏi thập pháp giới nếu như ở trong đời sống thường ngày công phu có thể được như vậy Thì không những là nhất định giảng sanh Hơn nữa Nhất định là giảng sanh về Cõi thực báo Chứ không ở cõi đồng cư Cũng không về cõi phương tiện Bạn xem bao nhiêu người niệm Phật cầu giảng sanh Mong cầu về thế giới Tây Phương cực lạc Mong cầu gặp A-di-đà Phật Họ có cái tâm này Chúng ta thường hay nói là đới nghiệp giảng sanh Sanh về thế giới Tây Phương cực lạ là, là sanh về Cõi đồng cư, cõi phương tiện Thế nhưng cõi đồng cư và phương tiện ở Tây Phương Khác với thế giới mười phương Cõi đó ngang với cõi thực báo Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn Cho nên đây là Pháp mà chư Phật gọi là Pháp khó tin Chúng ta hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật ở trong đó Thì nhất định phải mong cầu tương ưng Tương ưng như thế nào? Bạn hãy tự mình tư duy Thì bạn chắc chắn có thể nhận ra được Một niệm tương ưng Niệm niệm Phật Cho nên ở trên sự tướng Mỗi ngày có cần phải lễ bái Bồ Tát Địa Tạng không? Cần Rất cần thiết có cần xưng niệm không cần chúng ta chuyên tu tịnh tông mỗi ngày lễ bái a di đà phật xưng niệm a di đà phật là tốt nếu như chúng ta kính ngưỡng bồ tát địa tạng thì có thể thỉnh một bức hình tượng bồ tát địa tạng thờ bên cạnh a di đà phật chúng ta xưng niệm a di đà phật là bao gồm cả bồ tát địa tạng ở trong đó chúng ta lễ bái a di đà phật là cũng bao gồm cả bồ tát địa tạng ở trong đó như vậy sẽ dễ đạt đến nhất tâm ta không cần phải niệm bao nhiêu danh hiệu a di đà phật sau đó lại niệm bao nhiêu danh hiệu bồ tát địa tạng lại niệm bao nhiêu danh hiệu bồ tát quan âm vậy thì phân tâm rồi cho nên tây phương tam thánh đều thờ chung với nhau niệm một câu a di đà phật là đủ hết tất cả rồi như vậy sẽ tương đối dễ nhiếp tâm đoạn này là nói nhớ nghĩ người thân quyến thuộc trước đây thậm chí là chưa hề gặp mặt bao giờ hoặc giả là lúc nhỏ có gặp mặt nhưng sau khi lớn lên thì dần dần quên mất thường hay nhớ nghĩ người thân quyến thuộc đang ở đâu dùng loại phương pháp tu học này thì bồ tát sẽ nói cho bạn biết trong cảm ứng sẽ nói cho bạn biết người thân quyến thuộc của bạn hiện nay sanh về cõi nào sanh giới chính là cõi nào xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây hoặc ư mộng trung bồ tát hiện đại thần lực thân lãnh thị nhân ư ừ chư thế giới kiến chư quyến thuộc cái này là cảm ứng rất rõ ràng hoặc giả ở trong mộng bạn thấy bồ tát bồ tát dắt bạn đi du ngoạn đến thế giới phương khác bạn sẽ nhìn thấy Người thân quyến thuộc trước đây của bạn Đoạn chú giải này Chúng ta hãy đọc qua một chút Thượng Thị hiển cơ hiển ứng Cố ư xưng lễ chi tế Hiện thân cáo tri kỳ giới đây là chỉ đoạn phía trước Là tổng kết đoạn phía trước Hiển cảm hiển ứng Rất rõ ràng Giống như Cô bà La Môn Ở phía trước vậy Là vô cùng rõ ràng Tuy là Đức Phật giác hoa định tự tại dương Không có hiện thân Nhưng có âm thanh Nói cho cô biết mẹ cô ở cõi nào Đây là rất rõ ràng Quyến thuộc minh cơ minh ứng Cố ư bồng trung tương cáo Đoạn này là nói ở trong mộng trong mộng thấy phật bồ tát đến chỉ dạy bạn rất nhiều chúng ta thường hay gặp thường hay nghe nói cảm ứng rõ ràng tương đối ít còn cảm ứng âm thầm thì nhiều bên dưới ngài có đeo ra thí dụ sự việc này tức đồng thiện kiến luật thiên nhân hiện mộng nải thực mộng giả giấc mộng này không phải do bạn vọng tưởng mà biến hiện ra hầu hết phàm phu nằm mộng đều là do vọng tưởng trong ý thức hiện hành giấc mộng này thật sự là do phật bồ tát hoặc giả là thiện thần Cảm ứng ra cảnh mộng này Loài cảnh mộng này là đáng tin Phía sau Ngài nói ba câu rất hay Nhiên tu liễu tri Thiện ác phàm thánh chi sự Vô phi thị mộng Đây chính là trong Kinh Kim Cang Phật nói cho chúng ta biết tất cả pháp hữu vi đều là mộng huyễn bọt bóng thế gian này hiện nay của chúng ta chúng ta sống ở trong thế gian này bạn hãy quan sát thật kỹ là mộng cảnh hôm qua hôm qua thì đã qua rồi hôm qua sẽ vĩnh viễn không trở lại sự việc hôm qua nhớ rất rõ ràng rất minh bạch là cảnh mộng nói hôm nay hôm nay lại trở thành quá khứ rồi chúng ta sống một trăm năm mỗi ngày đang nằm mộng đâu có gì là thật chứ ở trong mộng đừng tạo nghiệp nữa là xem như bạn giác ngộ rồi không có gì là thật cả việc gì phải so đo tại vì sao ở trong mộng không làm việc tốt không làm nhiều việc thiện một chút tích lũy công đức để sau này bạn còn tiếp tục thấy mộng lành nếu như bạn tạo tác tội nghiệp thì giấc mộng sau này của bạn hoàn toàn là ác mộng không muốn thấy ác mộng mỗi ngày muốn thấy mộng đẹp thì bạn cần phải làm việc tốt biết niệm nào cũng là ở trong cảnh mộng mỗi ngày đều là ở trong cảnh mộng chúng ta mới thật sự khâm phục thích ca mâu ni phật năm dốc sát đất lời ngài nói là chân tướng mộng huyễn bọt bóng như xương như điện chớp có phải thật sự tồn tại hay không không có biến đổi theo từng sát na tối hôm qua trong buổi giảng kinh hoa nghiêm tôi có làm tổng kết đoạn kinh văn đau xuất thiên vương này nguy kết về niệm phật các vị phải hiểu cho thật kỹ nguyên lý nguyên tắc ở trong đây người học phật chúng ta phải biết nhất định phải hiểu sâu nghĩa thú trong hoa nghiêm phật nói tất cả pháp bao gồm thế gian và xuất thế gian bao gồm hư không pháp giới là duy tâm sở hiện cái tướng này hiện nay của chúng ta tướng từ đâu mà có vậy là tâm hiện tâm hiện tướng tất cả mọi thứ tạo tác ở trong tướng này của chúng ta đó là thức duy thức sợ biến thức đang tạo tác tâm hiện tướng nói cho chúng ta biết tướng là vọng tướng thức cũng là vọng thức đều không phải thật Cho nên tướng sở hiện Và thức sở biến Bạn xem trong bách pháp Đều là thuộc về pháp Hữu vi Pháp hữu vi là giả Là mẫu nguyễn bọt bóng Cái hay hiện tướng Đó là thật Là chân như vô vi Chúng ta Ở ngay nơi giả tướng Vọng thức Bỗng nhiên giác ngộ Có thể tương ưng với chân như vô vi Như vậy liền gọi là Phật Gọi là Bồ Tát Tương ưng là hoàn toàn không xả bỏ tướng Không xả bỏ thức Dùng giả tướng vọng thức để tiếp dẫn tất cả chúng sanh giúp tất cả chúng sanh giác ngộ đây là hạnh bồ tát bồ tát nói năng bồ tát sinh hoạt bồ tát khởi tâm động niệm tất cả tạo tác chẳng qua là nhập giác ngộ chúng sanh tuy là giác ngộ chúng sanh mà không có mảy may ý nghĩ mong cầu chỉ cần một ý nghĩ mong cầu liền không tương ưng với tự tánh rồi ngày nay chúng ta khuyên mọi người cầu sanh thế giới tây phương cực lạc có phải là mong cầu không phải có tương ưng với tự tánh hay không không tương ưng tuy không tương ưng nhưng đi đúng vào con đường đúng phương hướng đúng mục tiêu tương ưng tự tánh này dần dần mà tiếp cận với minh tâm kiến tánh về thế giới cực lạc để làm gì để minh tâm kiến tánh môi trường tu học ở nơi đó rất tốt đạo lý là ở chỗ này đây gọi là đới nghiệp giảng sanh đới nghiệp giảng sanh về thế giới cực lạc là tốt nhất thù thắng nhất sau khi chúng ta hiểu rõ rồi mới không còn hoài nghi mới quyết một lòng một dạ tu học pháp môn này Đối với tất cả Pháp thế gian và xuất thế gian Đều không còn mong cầu Đều buông xả Chỉ cầu giảng sanh tịnh độ Chỉ cầu gặp được A-di-đà Phật Như vậy gọi là đối nghiệp Đây là việc mà phàm phu chúng ta trong một đời Nhất định có thể thành tựu Khẳng định không có vô ích Khi sanh về thế giới Tây Vương cực lạc sau đó đem tâm mong cầu này xả bỏ sạch sẽ thế là viên thành phật đạo rồi điều khó xả nhất của đồng tu học phật hiện nay chính là tâm nguyện cầu những thứ họ cầu họ nguyện đều là hư vọng họ muốn cầu giàu sang trước mắt muốn cầu phước đức ở trước mắt nói thật ra cũng có thể đạt được vậy thì bạn phải hiểu được đạo lý nhân quả bạn muốn được quả thiện thì bạn nhất định phải tu nhân thiện tâm hạnh của bạn bất thiện thì chắc chắn bạn không thể được quả thiện rồi đây chính là mong cầu phước báo ở trong lục đạo chưa có rốt ráo nhưng tuyệt đại đa số mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt chứ không có tầm nhìn xa rộng chỉ có người chân thật giác ngộ mới thật sự phát tâm ra khỏi lục đạo luân hồi cái tâm đó là thuần thiện mong cầu giảng sanh Mong cầu thoát khỏi lục đảo luân hồi Mà niệm niệm vẫn là đang tạo nghiệp Thì bạn dính viễn không thể đạt được nguyện vọng này Vì sao vậy? Vì những gì bạn tạo tác trái ngược lại với tâm nguyện của bạn rồi Thì sao bạn có thể thỏa mãn nguyện vọng được đây? cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệp phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 家。Um